hôm qua, một dải mây dông từ phía Bắc di chuyển xuống, gây mưa rào và dông cho khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc như các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, một số điểm còn có lượng mưa tương đối khá. Đến sáng ngày hôm nay thì mưa ở khu vực này giảm đi, nhưng vùng mưa lại di chuyển sang khu vực phía Đông Bắc Bộ. Tuy nhiên thì mưa chủ yếu xảy ra vào buổi sáng, đến trưa chiều chỉ còn xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ, xen kẽ với những khoảng nắng trong ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày vào lúc trưa chiều vì thế cũng giảm nhẹ và dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Trong khi đó, các khu vực còn lại của Bắc Bộ thì trời ít mưa, ngày nắng và tương đối oi ả, với nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục đạt ngưỡng là 34 độ. Tại miền Trung, mưa rào và dông chỉ xảy ra cục bộ vài nơi vào lúc chiều tối, còn vào ban ngày suốt dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến tận Ninh Thuận, trời phổ biến là nắng nhiều và không mưa. Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt cao động, dao động trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Riêng tại khu vực tỉnh Bình Thuận, cực nam của miền Trung, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên có mưa rào và dông vào lúc chiều tối, nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Lui xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh vào lúc chiều tối đã chi phối thời tiết trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gây ra những cơn mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến dao động trong khoảng từ 5 cho đến 15mm, một số nơi cũng có lượng mưa khá. Còn vào ban ngày thì thời tiết chủ đạo tại đây vẫn là mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ tương đối cao, phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ ở Tây Nguyên và từ 33 cho đến 35 độ ở Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào vào sáng sớm, làm cho không khí tương đối mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất rơi vào thời điểm này, phổ biến trong khoảng là 26 đến 27 độ. Tuy nhiên sau đó thì mưa sẽ giảm đi và nắng nhanh chóng xuất hiện, với cường độ càng về trưa càng tăng dần, với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ đạt mức từ 33 đến 34 độ, cùng với độ ẩm cao phổ biến trong ngày từ 73 cho đến 92%, nên cảm giác sẽ khá là oi bức. Tại thành phố Hải Phòng, ngày hôm nay trời có mưa rào và dông vào buổi sáng, lượng mưa tương đối khá và có thể đạt mức mưa vừa, nên khi lưu thông trên đường vào thời điểm này thì quý vị cần trang bị các vật dụng che mưa và lưu ý là cần giảm tốc độ vì mưa sẽ làm giảm tầm nhìn và khiến cho đường phố trở nên trơn trượt. Trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động trong khoảng từ 25 đến 26 độ. Đến trưa chiều thì trời giảm mưa, nắng xuất hiện, nhưng xen kẽ với những khoảng nắng là những khoảng thời gian trời nhiều mây, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ cũng không quá cao, chỉ phổ biến từ 32 đến 33 độ. Lui xuống miền Trung đến với thành phố biển Đà Nẵng, trong ngày hôm nay thì vào buổi sáng trời có mây và khá mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 26 độ. Tuy nhiên chỉ sau 8 giờ sáng thì nắng đã lên mạnh, cùng với đó là nền nhiệt độ tăng nhanh, trời tương đối nóng, nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất vào lúc đầu giờ chiều trong khoảng là 36 độ. Thưa quý vị, bây giờ đã là thời điểm nghỉ hè của các em học sinh. Các em không phải đến trường và có nhiều điều kiện thời gian để vui chơi. Với thời tiết nắng và nóng như thế này thì làm cơ thể sẽ toát mồ hôi nhiều, dẫn đến mất nhiều nước và muối khoáng, nhất là đối với trẻ nhỏ đang ở độ tuổi hiếu động và hay nô nghịch. Các bậc phụ huynh nên bổ sung thêm nước cho trẻ bằng các loại nước trái cây tự ép nhằm tăng thêm nhiều vitamin và dưỡng chất cho cơ thể của trẻ. Cũng nằm trong hình thế thời tiết của các tỉnh miền Trung, thành phố biển xinh đẹp Nha Trang cũng có một ngày là ít mưa, ngày có nắng nhiều, tương đối thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như là du lịch biển. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 33 cho đến 34 độ. Càng về chiều và đêm thì nhiệt độ giảm dần và nhiệt giảm sấp thấp nhất vào đêm và sáng sớm với mức nhiệt là từ 25 cho đến 26 độ. Trong những ngày miền Trung nắng nóng, nếu muốn tận hưởng một tiết trời mát mẻ, thậm chí là cảm giác se lạnh vào buổi sáng, thì quý vị hãy lên thành phố Đà Lạt thơ mộng với bạt ngàn rừng hoa đua nhau khoe sắc. Còn gì thú vị hơn khi mà tận hưởng cảm giác rét nhẹ vào buổi sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ ở mức là 16 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại Đà Lạt cũng sẽ không vượt quá mức là 26 độ. Tuy nhiên, một điều lưu ý là vào buổi chiều và tối thì trời sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông, nên khi đi du lịch ở đây thì quý vị nhớ mang theo ô dù để tránh bị ướt. Dù đến với các tỉnh phía Nam, với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay thời tiết chủ đạo tại đây vẫn là nắng. Đến trưa và chiều thì trời vẫn chạm ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 cho đến 36 độ. Vào lúc chiều tối, gió Tây Nam hoạt động sẽ tạo ra những đám mây đối lưu, gây ra mưa rào và dông với lượng không nhiều, nhưng cũng làm cho nhiệt độ giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 28 độ. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 8 tháng 6 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do đã bước vào mùa mưa với hoạt động đều hơn của gió mùa Tây Nam, nên tại thời gian này, Tây Nguyên và Nam Bộ liên tục đón nhận những trận mưa dông với lượng tương đối khá. Đặc biệt ở nhiều nơi thì mưa dông đi kèm với gió giật đã khiến cho người dân tại nhiều địa phương gặp phải khó khăn trong sinh hoạt.
Và ngày hôm qua thì thêm một cây cổ thụ tại thành phố Hồ Chí Minh bị quật ngã trong mưa dông đã khiến cho 3 chiếc xe ô tô đậu gần đó bị hư hỏng nặng. Rất may là không có ai bị thương. Dự báo trong những ngày tới thì mưa dông có khả năng giảm hơn trên khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ và thời điểm mưa tập trung vào lúc chiều tối. Mặc dù vậy thì khả năng xảy ra dông sét và gió giật mạnh thì vẫn còn rất cao. Do vậy người dân tại đây cần hết sức cảnh giác. Ban ngày thì trời có nắng nhiều hơn, thời tiết khô ráo, trời oi nóng vào một vài tiếng giữa trưa với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30 đến 33 độ tại Tây Nguyên và 32 đến 35 độ cho các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ. Trong khi đó, cái nóng ở các tỉnh thành miền Bắc thì đã được xoa dịu đi rất nhiều sau những cơn mưa dông xuất hiện vào thời điểm chiều tối qua. Tại nhiều nơi khu vực Tây Bắc cũng như là Việt Bắc thì còn có lượng mưa trên 80mm. Và theo nhận định thì những trận mưa này vẫn tiếp tục diễn ra với lượng khá trong khoảng 3 ngày tới, với vùng mưa chính tập trung tại khu vực các tỉnh vùng núi Việt Bắc cũng như là phía Đông Bắc. Tuy nhiên đi kèm với mưa dông là hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh, nên người dân tại đây, đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi cần hết sức cảnh giác. Mưa chỉ tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối, còn ban ngày thì nắng vẫn xuất hiện trên khu vực Bắc Bộ với cường độ yếu. Mức nhiệt trưa chiều dao động từ 29 cho tới 32 độ trong ngày 9 tháng 6, sau đó tăng nhẹ khoảng 1 đến 2 độ trong những ngày tiếp theo. Nhìn chung thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế thì do ảnh hưởng của rãnh mây dông gây mưa ở phía Bắc nên mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ vào chiều tối. Các tỉnh còn lại thì mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi. Trong khi đó với khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, mưa dông sẽ ít xuất hiện hơn. Trong những ngày tới, trời vẫn phổ biến nắng nhiều cùng nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 33 đến 36 độ, trời khá là oi nóng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nhận định chung về xu thế thời tiết đáng chú ý hiện nay. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 9 cho tới ngày 11 tháng 6, trời phổ biến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông, nhiệt độ dao động từ 29 cho tới 32 độ trong ngày 9 tháng 6, sau đó sẽ tăng lên 30 đến 33 độ trong 2 ngày tiếp theo. Phía Đông Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, khu vực này phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông, riêng vùng núi có nơi có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ cao nhất ban trưa có thể chạm ngưỡng 34 độ vào ngày 11 tháng 6. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6, tại phía Bắc có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, phía Nam thì sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31 cho tới 34 độ và sang 2 ngày sau, nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 1 độ nữa. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới, thời tiết không có nhiều biến động, phổ biến là mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trưa chiều từ 33 cho tới 36 độ, tiết trời khá là oi nóng. Trở vào với Tây Nguyên, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 30 cho tới 33 độ. Khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, trời phổ biến, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ tại đây dao động từ 32 đến 35 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, khu vực này phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ cao nhất ban trưa dao động từ 29 đến 32 độ trong ngày 9 tháng 6 và tăng khoảng 1 đến 2 độ trong những ngày tiếp theo. Trên biển trong những ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển của quần đảo Hoàng Sa thì cần đề phòng có mưa rào và dông kèm theo tố lốc và gió giật mạnh. Do có mưa nên tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, tàu thuyền khi lưu thông cần hết sức chú ý. Còn tại vùng biển giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, gió Tây Nam hoạt động ổn định ở mức độ trung bình,